Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn ở trong bài tập của Thì Tương Lai Tiếp Diễn. Trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi làm 10 câu rất đơn giản của Thì Tương Lai Tiếp Diễn, nhưng cực kỳ quan trọng bởi vì nó sẽ giúp cho các bạn nhớ được kiến thức ngữ pháp, hiểu được cách sử dụng. Yêu cầu của bài này là chọn đáp án đúng để hoàn thành câu cho trước. Choose the correct answer. Vậy ta sẽ có 10 câu trắc nghiệm. Nào, bạn hãy tạm dừng video tại đây và đặt bút xuống. Hãy tự bản thân mình giải sau khi học ngữ pháp, sau khi đã làm xong 10 câu này, bạn hãy quay lại để tiếp tục xem cái phần chữa của mình. Ok, nào, các bạn đã làm xong chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chữa chi tiết nào. Trước hết là 5 câu đầu tiên đã. Câu số 1 có nội dung là I during rush hour. Tôi cái gì đó trong suốt giờ cao điểm. Người ta cho mình đáp án là A. Will be driving. B. Will have drive. C. Will be drive. Thì câu này rất nhanh chóng thôi. Chúng ta sẽ chọn ngay đáp án A. Bởi vì từ I này chính là chủ ngữ. Mà thì tương lai tiếp diễn thì sau khi chủ ngữ chúng ta sẽ đến là Will be. Và đến động từ doing thì chính là driving. Cho nên đấy là lý do vì sao ta chọn ngay câu A. Câu số 2 nội dung là She will not be the bus today. Cô ấy sẽ cái gì đó xe buýt ngày hôm nay. Người ta cho mình ba đáp án là A là take, B là taken, C là taking. Thì các bạn sẽ thấy take nó sẽ là động từ ở dạng nguyên thể, taken là động từ quá khứ phần từ 2 và C tiếp diễn. Mà nhìn lên câu này chúng ta sẽ thấy là người ta đã cho mình từ she là chủ ngữ, will là thì tương lai, not là từ phủ định, be như vậy ta thấy là gì? Will not be chính là thì tương lai tiếp diễn ở dạng phủ định. Cho nên tiếp theo sau đây nó phải là một động từ chia dạng doing. Cho nên đấy là lý do vì sao ta phải chọn ở C là taking. Câu số 3 nội dung là They, the cottage that weekend. Thì từ cottage, từ này có nghĩa là ngôi nhà. Mà ngôi nhà này có mái bằng mái tranh. Như vậy cottage là ngôi nhà bằng mái tranh. Đây là một từ mới, các bạn có thể học hiểu thêm. That weekend, cuối tuần này. Vậy chúng ta sẽ thấy là gì? Đầu tiên, đáp án A đây là dạng ở verse in. B là sẽ là will be verse in. Và câu C sẽ là are be verse in. Thì các bạn sẽ thấy ở thì tương lai ấy, chúng ta sẽ thấy trong câu này có từ that weekend, có nghĩa là ở tương lai, cuối tuần này mà. Thì nếu là ở tương lai thì chắc chắn là gì? Mình không thể chọn câu C rồi, vì đây là ở hiện tại. Vậy chỉ còn A hoặc B. Thì ta hãy cùng nhớ lại kiến thức nhé. Là chủ ngữ, sau đó phải đến will đúng không? Sau đó có thể có not hoặc không tùy vào câu khẳng định hay phủ định. Nhưng sẽ phải có be và cuối cùng là động từ chia doing. Vì ở đây ta đã có chủ ngữ là they. Thì tiếp theo sẽ phải đến will đúng không? Đây, ta có will. Tiếp theo đến not. Thì trong câu này không phải là câu phủ định mà là câu khẳng định nên không có not. Tiếp theo phải đến be và động từ doing. Đây là lý do chúng ta chọn câu B. Họ sẽ không sử dụng ngôi nhà máy tranh cuối tuần này. Tiếp theo câu 4. Ta thấy nội dung là mình be coming to the picnic. Picnic là cái buổi mà chúng ta đi ra ngoài, chúng ta chơi ở đâu đó, gọi là dã ngoại. Vậy câu này đại ý sẽ là mình đến hoặc không đến buổi dã ngoại. Thì cả ba đáp án là A, B, C. Bạn sẽ thấy chúng ta đều có chữ phủ định là not, N-T. N-T thì chính bằng not. Đây, cũng chính là not. Thì câu này thật ra là người ta đã viết tắt
thì ở đây chúng ta sẽ viết là gì? Will not. Vậy câu này sẽ là will not, xong rồi lại not. Cái câu này sẽ là will not. Thì cái từ mà will not của chúng ta khi mà viết tắt thì nó sẽ phải là đáp án A. Tại vì B, will not lại một từ not nữa. Vậy nó là không hợp lý về mặt ngữ pháp. Ta không có thể hai từ not ở cạnh nhau được. Câu C, có nhiều bạn khi nhìn thấy chữ will này, chúng ta sẽ tưởng nó là will not, nhưng thật ra thì không. Từ will not khi chúng ta viết tắt thì nó phải là won't. Đó, đến này, câu này chúng ta chỉ hiểu về nghĩa thôi. Đôi khi chúng ta không hiểu về nội dung của câu, nhưng khi chúng ta hiểu được kiến thức ngữ pháp thì chúng ta sẽ nhớ được. Câu số 5, nội dung là where sleeping, ngủ đâu đó. Thì đáp án A, B, C chúng ta sẽ cho mình là you. Và có nghĩa câu này đại ý sẽ là bạn sẽ ngủ đâu đó, hoặc là bạn đang ngủ đâu đó, bạn đã ngủ đâu đó. Chúng ta chưa biết về thì đúng không, nếu chỉ đọc câu trên. Nhưng chúng ta có thể nhìn thấy là gì, các đáp án này người ta cho của mình đều ở dạng là tương lai. Thì cùng phân tích ngữ pháp nào. Where là từ để hỏi, WS question. Tiếp theo phải đến từ will đúng không, và đến chủ ngữ, đến be, cuối cùng là động từ đuôi in. Thì đây sẽ là câu hỏi WS question ở trong thì tương lai tiếp diễn. Thế thì dựa trên cái công thức này chúng ta dễ dàng chọn thôi. Where, where gì? Where will. Cho nên là đáp án A là chúng ta loại ngay rồi. Vậy chỉ còn B hoặc C đều có chữ will. Tiếp theo sau will đến chủ ngữ. Ok, you là chủ ngữ. Vậy ok, vậy vẫn chưa có cái nào sai. Tiếp theo sau chủ ngữ là be, cho nên là câu B là thiếu be rồi, không có be rồi. Câu C ta có be đây, cho nên C là đáp án đúng. Vậy câu này sẽ dịch là bạn sẽ đang ngủ ở đâu thế? Ok, ok, tiếp tục nào. Câu 6 đến câu 10. Câu số 6 có nội dung là will be the news at 1 p.m. Đáp án người ta cho của mình sẽ là A, B, C, đều có chữ what, có nghĩa là xem. Như vậy câu này sẽ là chúng tôi xem tin mới lúc 1 giờ chiều. Thì mình hiểu đơn giản vậy đã. Vậy vì mình chưa biết đáp án nào đúng nên mình không thể dịch là tôi đã xem, đang xem, sẽ xem. Thế thì mình sẽ phân tích nhé. Ta có will là chủ ngữ, dấu phẩy mà có hai chữ ll này, thật ra nó chính bằng will. Đó, như vậy ở đây bạn sẽ thấy là chúng ta đã có được công thức rồi. Chủ ngữ cộng will đến be đúng không? Đây, ta có be này. Thế thì sau be nó sẽ phải là một động từ đuôi in. Tại sao câu này mình không nói đến từ not? Bởi vì trong câu của người ta là will be luôn, không có not, nên đây là một câu khẳng định. Thì ta có chủ ngữ rồi, will rồi, be rồi. Cái chúng ta cần tìm là một động từ đuôi in. Nào, động từ đuôi in đáp án nào nào? Bạn đã tìm ra chưa? Bạn làm đúng chưa? Đó là be watching. Vậy câu này sẽ dịch là chúng tôi sẽ đang xem tin tức mới lúc 1 giờ chiều. Vậy câu này có hợp lý không ạ? Hợp lý chứ. Lúc mình nói là chúng tôi sẽ đang xem tin tức, thời gian ở tương lai là lúc 1 giờ chiều này. Thì bạn cần nhớ nhé, thì tương lai được dùng để diễn tả một hành động sẽ xảy ra trong tương lai tại một thời điểm xác định. Thì đây là lý thuyết về cách sử dụng. Từ đó suy ra bạn sẽ thấy là gì? At 1 p.m. chính là một thời gian xác định cụ thể. Câu số 7, ta có tiếp tục đây rồi, đây là will. Như vậy là chủ ngữ cộng will. I will try my best to spot you. À, vậy câu này sau đó đến một động từ luôn. Nếu thì có nghĩa là cái vế số 1 này này, nó là thì tương lai đơn. Câu sau chúng ta có từ what wearing, mặc cái gì đó. Đáp án A, B, C chúng ta sẽ có từ will you, will you be. À, như vậy là sẽ là bạn đang mặc cái gì đó. Thì chúng ta lại tiếp tục có câu hỏi WS đúng không? Vừa nãy là
câu hỏi where rồi, bây giờ là what. Thì WS sau đó sẽ phải đến chữ will, đến chủ ngữ cộng be và cộng verse in. Thì từ đấy nếu chỉ chiếu theo đúng kiến thức ngữ pháp, mình không có hiểu câu này đi và mình nhớ được kiến thức ngữ pháp một cách gọi là tài tình, thì chúng ta thấy what sẽ đến will, a will, b will, c will, như vậy chưa đáp án nào phân loại cả. Tiếp theo đến chủ ngữ a you, you à, đây là một danh từ, b hết rồi nghĩa là đầy loại, c will, c ta cũng tiếp tục có you, đây cũng là một danh từ có thể đóng vai trò là chủ ngữ trong câu. Tiếp theo sau chủ ngữ là be, thế thì be nào, be đây, đáp án a chúng ta không có be cho nên là a sai. Kết quả câu này ta chọn c, ở đây có từ spot, mình đánh dấu là từ mới. Ở đây bạn sẽ thấy chúng ta có một con chó đốm, thì spot có nghĩa là đốm. Ví dụ con bọ của chúng ta có con bọ cam ấy, nó sẽ có các cái đốm này, thì spot là đốm, nhưng nó cũng có nghĩa là tìm kiếm. Cho nên câu này đấy là lý do mình dịch là tôi sẽ cố gắng tốt nhất để tìm kiếm bạn, bạn sẽ đang mặc cái gì thế. Tiếp theo ta đi vào câu số 8. Câu số 8 chúng ta sẽ thấy là don't forget your snow pants, it by the time you get to the market. Don't chính bằng do not, bởi vì bài giảng của mình hướng đến các bạn là gì, mất gốc đang tự học tiếng Anh, cho nên là mình sẽ phải giải thích lại những cái từ viết tắt cực kỳ đơn giản để các bạn nắm được. Vậy là do not forget, don't forget, đừng quên your snow pants, quần tuyết của bạn. It, nó, by the time you get to the market, thời gian bạn đi đến chợ. Nó, như vậy ở đây mình sẽ có hai câu hỏi nhé. Đừng quên mang theo cái quần tuyết của bạn. Nó là cái quần tuyết hay nó là trời? Chỉ muốn biết chúng ta sẽ phải nhìn vào các đáp A, B, C. Vậy ta sẽ thấy là gì? It will snowing, hoặc là is snowing, hoặc là will be snowing. Vậy nó sẽ đang có tuyết rơi vào thời điểm bạn đi đến chợ. À, như vậy câu này nó ở đây sẽ mang ý nghĩa là trời, chứ không phải là snow pan, không phải là cái quần tuyết của bạn. Tại sao mình lại nói điều này? Tại vì bạn phải nhớ có rất nhiều câu từ nó không có nghĩa là trời ngay đâu, mà người ta sẽ sử dụng nó để thay thế cho một danh từ xác định ở phía trước. Ok, như vậy mình đã clear được nó rồi đúng không? Như vậy trời, nó chính là chủ ngữ. Sau chủ ngữ thì bạn phải nhớ là gì? Chúng ta sẽ đến will. A có will, B is, à, loại luôn rồi. C có will, sau will là be. Câu này C đúng. Câu này will đến một first in luôn, cho nên A là sai. Cuối cùng chỉ còn lại C. Ấy, nhưng mà từ từ có đúng hay không? Bạn sẽ thấy will be snowing. À, snowing đúng là một động từ doing rồi. Cẩn thận nhé, có nhiều câu giáo viên ra đề nhưng mà sai đấy, cho nên bạn khoanh đáp án nào cũng được điểm cả. Ok, câu số 9. At noon next year, vào buổi trưa năm tới. À, vậy đây chắc chắn là ở tương lai rồi. I, tôi là chủ ngữ, on a beach, trên bãi biển, somewhere, một nơi nào đó. Và ba đáp án của người ta cho là A, B, C, có động từ là relax, à, có nghĩa là hiểu đơn giản là tôi nghỉ dưỡng hoặc là thư giãn ở trên bãi biển một nơi nào đó. Thì chủ ngữ là I, vì câu này là ở thì tương lai cho nên là sau chủ ngữ là I thì là I will, cho nên là be loại luôn. Xem nào, đây dấu phẩy hai chữ L này chính tương đương với lại will, nên bạn đừng có bảo nó sai nhá. Như vậy will be relaxing, câu C là will being relaxed. À, người ta đánh lừa bạn đây này. Being, nhớ nhé, chúng ta là be, will be, và động từ đây phải là động từ doing,
Nên C này sai. Chọn A. Câu cuối cùng, câu số 10. Sorry, I cannot. Từ này đọc là can't. Nó tương đương với từ cannot. Sorry, I cannot. Xin lỗi, tôi không thể. I, my daughter. My daughter là con gái của tôi. Đây là một ông bố tốt này. To work at that time. Đi làm việc vào thời điểm này. Thôi đây là một cô gái không biết lái xe. Buồn ghê. Thôi được rồi, bỏ qua câu chuyện về tình cảm gia đình. Chúng ta có I, chính là chủ ngữ. Và đáp án của người ta cho mình là A, B hoặc C. Đều ở dạng là tương lai. Như vậy chỗ này mình sẽ không thể dịch là xin lỗi tôi không thể, tôi đang đưa con gái của tôi đi làm vào thời điểm này. Tại vì bạn thấy nhé, at that time có nghĩa là tiếp diễn, tức có thể là quá khứ tiếp diễn, hiện tại tiếp diễn hoặc tương lai tiếp diễn. Nhưng đáp án ở trong bài mình đã cho ngụ ý sẽ là ở tương lai tiếp diễn à, cho nên mình phải vận dụng kiến thức về thì tương lai tiếp diễn. Sau chủ ngữ là I thì sẽ đến will. Câu A có will nha. Có will, ok. Câu B có will không ạ? Có. Đây là will. Câu C. Đây là gì? Có will không? Có. Ê, N-T này là will not. Đó, câu này người ta sẽ đánh lừa mình một tí nhưng mà không sao. Will be. Tiếp theo đến be nào. Đây, câu A có be, vậy vẫn đúng. Câu B, will take, tức là cộng luôn một động từ. Nhưng mà at that time nó phải là thể hiện ở tiếp diễn, cho nên là B sai. Đấy, nên bạn phải nhớ hết sức nhớ cho tôi những cái từ thường gặp ở trong các cái thì nha. Có thể nếu bạn chưa hiểu ý câu vì bạn thiếu từ vựng, nhưng nếu bạn hiểu kiến thức ngữ pháp và vận dụng nó một cách sáng tạo vào các cái câu hỏi, bạn sẽ giải quyết được vấn đề. Và đôi khi trong đề thi như mình nói là chúng ta có điểm trước á, còn giao tiếp được, làm việc được hay không thì đấy là một câu chuyện khác. Ok, tiếp tục sang câu C nhé. Will not. Thì sao not chúng ta có be. Đúng rồi, will not be cũng đúng. Mà câu A là will be cũng đúng. Tiếp theo, sau will be thì sẽ có thể có not hoặc không có. Tóm lại, tiếp theo sẽ phải là một động từ verse in. Câu A có đúng không? Câu C có không ạ? Take. Đây là một động từ thường. Vậy câu này là sai, bởi vì mình đang cần ở thì tương lai tiếp diễn mà, cho nên chúng ta chọn đáp án A. Tóm lại câu này dịch lại như sau. Sorry, I cannot. I will be taking my daughter to work at that time. Xin lỗi, tôi không thể. Tôi sẽ đang đưa con gái của tôi đi làm việc lúc này. Ok, như vậy là thank you. Mình đã đi chữa xong 10 câu này. Cực kỳ đơn giản đúng không ạ? Nhưng nó cực kỳ hữu ích bởi vì đây là những câu mà giúp cho bạn nắm vững được kiến thức ngữ pháp. Ok, một lần nữa xin cảm ơn các bạn. Hãy like, share và đăng ký kênh của mình nếu hữu ích cho bạn. Chúc các bạn học tập tốt. Thank you.